Bác ở gần đây nhỉ? Nhà gần đây. Vâng. Thế thì tí bọn em vào bọn em lắp lo. Anh là xem theo dõi những cái mẫu này lâu chưa anh? Tương đối rồi. Rẽ nhầm đường thì thôi, quá đường cái thì quành lại đây. Vâng, hiện tại đúng kỹ thuật Zika đang setup cho bác khách combo loa full B12, một con đẩy liền vang XK3 và một vic 31. Bác này thích nâng tiếng, bác này thêm con nâng tiếng nữa. Vâng, hiện tại Mr. Duy đang chỉ cho bác khách để về lắp đặt bộ dàn. Bác khách có lấy cho mình con đẩy X-Vang X23 và đôi loa full B12, con Sub Monster, con Mic 321, và bác có lấy thêm cho mình con nâng tiếng nữa. Được bác đến tận showroom của Zika chúng em để nghe và test trực tiếp, và sau khi nghe một vài nốt nhạc đã quyết định lấy luôn. Chúng em sẽ đi vào để thao tác kiểm tra nốt khâu cuối để anh em lên đường bàn giao kỹ thuật. Nhà mình ở Keo Sủi đúng không nhỉ? Keo Sủi. Theo dõi Zika trên TV, trên điện thoại. Mấy tháng. Hôm nay đến tận showroom của Zika thì anh thấy có những cái gì ấn tượng hơn khi mà xem trên truyền hình, trên ấy, trên TV. Đến đây cái không khí nó có thân thuộc không ạ? Nó có. Đấy. Nhìn sản phẩm bên ngoài thấy có ưng không? Đẹp không? Đẹp hơn trên hình ảnh không ạ? Rồi, chúng ta sẽ dán cái tem bảo hành vào để đóng hàng cho ra về lắp đặt cho anh. Ngay Keo Sủi thôi.